Trên mạng xã hội hiện có nhiều nhóm kín có tên Hội những người dở nợ muốn làm liều. Tưởng chừng chỉ là trò đùa, nhưng từ đây xuất hiện nhiều vụ phạm pháp ngoài đời thật. Các đối tượng còn ngang nhiên đăng bài chia sẻ kinh nghiệm, mách nước, rủ rê cướp ngân hàng, trộm tài sản, buôn đậu, kiểu gì cũng có. Các chuyên gia cho rằng, có thể đứng trước một âm mưu thì một người sẽ có tâm lý sợ hãi, nhưng khi gặp những người cùng chung chí hướng sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần. Điều này rất nguy hiểm vì những phi vụ sẽ có tổ chức, có đồng phạm và các đối tượng quyết tâm thực hiện đến cùng. Còn phi vụ cướp giật sau đây nhắm vào tiệm vàng cũng đã chiêu bài cũ, giả làm khách mua. Nhưng nhờ có sự cảnh giác mà khổ chủ thoát một bạc thua trọng thể. Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Duy, sinh năm 1983, trú tỉnh Hải Dương, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, đối tượng chạy xe không gắn biển số đến tiệm vàng Mạnh Quỳnh. Lúc này thấy có một người phụ nữ là chị Vũ Thị Tươi, chủ tiệm, đang bán hàng. Đối tượng giả vờ hỏi xem hai sợi dây chuyền. Nhưng lúc nạn nhân sơ hở, Duy liền cầm tài sản bỏ chạy. Nào ngờ chị Tươi chạy ra, giữ lại chiếc xe. Kẻ cướp đành chạy bộ. Khi đến chợ Đình Tràm thì bị người dân chạy bắt và bàn giao cho công an. Cũng là khách hàng đến chờ pizza, nhưng vì thấy tài sản nên nổi lòng tham, nam thanh niên chôm chiếc điện thoại rồi thản nhiên rời đi. Một chiếc điện thoại chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng trong đó có chứa những điều còn đáng giá hơn, đó là kỷ niệm. Hình ảnh tại tiệm pizza trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Rạng sáng ngày 28 tháng 8, có nhóm 4 khách nam đến quán. Đến lúc về, một người đứng ra tính tiền. Lúc này, chủ tiệm để điện thoại lên bàn pizza, rồi đứng thúi tiền cho khách, sau đó đi sang bàn bên cạnh. Ngay lập tức, đối tượng giương tay lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi, rồi bình thẳng ra về. Khoảng 10 phút sau, khổ chủ sực nhớ thì không thấy tài sản đâu. Xem lại camera mới thấy hành động xấu xí của vị khách. Tình huống được chia sẻ trên mạng, kèm theo lời cảnh báo người dân thận trọng hơn và mong muốn thủ phạm trả lại món đồ kỷ niệm, nếu không sẽ trình báo công an.